Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. ở Việt Nam, đó, các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Hôm nay Thuận đăng video sớm một chút, tại vì uh, Thuận bận một số công việc. Nhưng mà trước hết đó, chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI. Tại vì các bạn đã biết là hôm nay đó Hoa Kỳ có chỉ số phần trăm lạm phát CPI và nhìn vào thị trường, các bạn đã thấy được là chỉ số lạm phát đó đã dẫn đến giá cả rất là tốt ngày hôm nay. Sau một ngày mà thị trường khá là tơi tả hôm qua và chúng ta ta cũng có cái thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện của sàn FTX Những gì mà chúng ta cần nên biết Tại vì bây giờ có nhiều những thông tin giả và thường muốn chia sẻ với các bạn Những thông tin thật và những gì mà chúng ta biết cho đến hiện bây giờ Tại vì rất nhiều câu hỏi về việc là bây giờ chúng ta đã biết cái sự sụp đổ của Alameda Research và chúng ta cũng đã thấy được là sàn FTX đang trên bờ vực phá sản thì bây giờ đó cái sự liên hệ với những cái công ty khác trong thị trường crypto này là sao thì chúng ta đã nhớ đó là sau khi UST sụp đổ đó chúng ta dẫn đến là một số những công ty như là Voyager như là công ty Celsius cũng dính vào cái sự kiện đó và chúng ta cũng đã biết là cái công ty 3 Arrows cũng đã sụp đổ sau đó và dẫn đến hàng loạt những công ty khác cũng lâm vào cảnh phá sản thì chúng ta có cái sự kiện tương tự hay là không Đó chính là cái mối lo ngại lớn nhất hiện bây giờ Nhiều cái sự lo lắng là đến từ đó Và chúng ta cũng đã nghe từ Sam Cuối cùng là Sam cũng đã trở lại Twitter rồi các bạn Nhưng mà thật ra sau khi mà đọc cái thông tin uh, Twitter của Sam Thì lại có nhiều câu hỏi hay là câu trả lời Thuận cũng sẽ chia sẻ cái vấn đề đó với các bạn Cũng như là một số những tài liệu khác nó bật trong video ngày hôm nay Và chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn OKX Nhưng mà Thuận cũng sẽ chia sẻ vào khoảng trên giữa video này à, Để các bạn có thể xem thông tin đó gắn liền với lại cái tài liệu mà chúng ta cần nên biết ngày hôm nay. Thì đầu tiên hết ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được là cả thị trường chứng khoán đó là một màu xanh hiện tại các bạn đã nhìn thấy được là cả ba chỉ số à, hôm nay rất là xanh luôn thường không nhớ lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán nasdaq đã tăng tới 7,35% trong vòng một ngày con số tăng cực kỳ cao luôn các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số dow jones hôm nay đã tăng 1.200 điểm và s&p 500 đã tăng 207 điểm luôn các bạn một ngày rất là xanh trong thị trường tài chính hoa kỳ để refresh lại để xem coi đã tin thì bây giờ đó hợp đồng tương lai như thế nào thì chúng ta vẫn chưa có tài liệu mới nhất liên quan tới hợp đồng tương lai nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào vàng đó thì vàng hôm nay ở mức là 1753 cũng tăng một chút so với ngày hôm qua đó các bạn và chúng ta thấy được là dầu thì không có sự thay đổi nhiều ở mức là 86 đô và Tại sao mà thị trường chứng khoán xanh như vậy đó Thì chúng ta có thể thấy được là hôm nay có tài liệu liên quan đến chỉ số lạm phát CPI Và các bạn đã nhìn thấy là cái thông tin rất tốt luôn Chúng ta đã có cái phần trăm lạm phát đó là 7,7% trong năm qua là phần trăm lạm phát tính chung CPI ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là con số này đó không những là thấp hơn con số của tháng vừa rồi là 8.2% mà còn thấp hơn cả ước tính là 7.9 nữa. Chúng ta đã nhớ là trước khi mà có cái sự kiện liên quan tới uh, FTX đó, chúng ta đã nói cũng khá nhiều về tài liệu liên quan tới CPI và hôm nay từng chia sẻ với các bạn đó là nếu chỉ số dưới 8.0 là coi như là tốt rồi. Bây giờ đó là chỉ số là 7.7 tốt hơn cả dự kiến luôn đó các bạn. Và thêm vào đó đó chúng ta nhìn vào cái chỉ số mà Fed rất quan tâm đó chính là core CPI. Tại vì đây là cái CPI tổng tính tất cả các ngành, nếu chúng ta chỉ tính riêng core CPI đó, có nghĩa là chỉ số lạm phát mà không tính lương thực và năng lượng đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được chỉ số này ở mức là 6,3%. 6,3% này đó là thấp hơn 6,6% của tháng vừa rồi và thấp hơn cả ước tính là 6,5% cho nên chúng ta thấy được là cả hai chỉ số này đều cho thấy một dấu hiệu là phần trăm lạm phát có khả năng. Thôi nói là có khả năng mà thôi tại vì chúng ta chỉ bắt đầu có một cái tài liệu của một tháng mà chúng ta thấy là chỉ số Core giảm mà thôi chúng ta cần thêm tài liệu. Nhưng mà ít ra cũng là một cái hy vọng là cái phần trăm lạm phát có thể đã đến đỉnh và bây giờ đang trên con đường đi xuống và điều này đương nhiên rất quan trọng cho thị trường rồi tại vì các bạn đã biết là phần trăm lạm phát là một trong những yếu tố dẫn đến là Fed sẽ tăng lãi suất ra sao không những là trong tháng 12 tới đây mà còn cho năm 2023 nữa và từ đây cho đến cái lần hợp kế tiếp của Fed chúng ta lại sẽ có thêm một đợt CPI nữa Ít ra đợt này là một cái chỉ số CPI có thể nói là rất tốt luôn đối với lại rất nhiều nhà đầu tư. Và chúng ta có thể thấy được là phản ứng đó hầu như ngay lập tức luôn. Không những chứ riêng là thị trường chứng khoán mà các bạn thấy được là vàng cũng tăng. Chúng ta thấy được là BTC cũng tăng, đồng euro cũng tăng luôn. Các bạn thấy được điều này cũng đồng nghĩa đó là đi xoay nguội là một chút. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC đó à, cũng đã trở lại cái mức là gần như 18.000 đô từ cái mức thấp ngày hôm qua đó là các bạn thấy là lúc mà mọi người cực kỳ lo sợ đó là giá của BTC chỉ có 15.500 đô thôi các bạn bây giờ đã trở lên mức là 17.842 chỉ đáng tiếc nếu như mà chúng ta không có cái sự kiện của FTX đó, thì có khả năng là chúng ta thấy được BTC bây giờ mức là 25.000 rồi các bạn tại vì các bạn đã nhớ là trước khi có sự kiện đó thì BTC xoay quanh cái mức là khoảng chừng 20 đến 21.000 và chủ nhật tuần rồi đó thường chia sẻ với các bạn trước khi bước vào tuần này thì thường chia sẻ là trong tuần này hai thông tin nổi bật nhất đó chính là bầu cử giữa kỳ ở hoa kỳ và liên quan đến chỉ số cpi nhưng mà đâu có ai ngờ là chưa gì hết á Bắt đầu chủ nhật chúng ta đã nghe phong phanh cái thông tin liên quan tới FTX rồi sau đó sự kiện đến cực kỳ đột ngột luôn đẩy giá xuống 15.500 đô. Bây giờ chúng ta hay thấy được là ít ra cái thông tin liên quan đến CPI cũng đã giữ chân được Bitcoin và đẩy lên một chút. Tuy nhiên cái sự lo lắng bây giờ vẫn còn rất là nhiều luôn. Để thần chia sẻ một số thông tin với các bạn một lát nữa. Nhưng mà ngoại trừ BTC đó, các bạn có thể thấy được là cả thì crypto ngày hôm nay cũng có cái sự hồi phục lại khoảng chừng là 12% nữa các bạn. Chúng ta mức là 900... 36 tỷ cho tổng số vốn hóa hiện tại và BTC đó hôm nay họ phục lại 12%, Ethereum đó thì tăng 18,7%, BNB tăng lại 15%, XRP tăng 21,5% luôn các bạn, à, Dogecoin cũng tăng 23%, Polygon tăng 39,6% luôn Có thể nói là Polygon là một trong những đồng Mà hồi phục lại rất là mạnh luôn Các bạn đã thấy là Polygon đã hơn một đô la một lần nữa Và hiện bây giờ đó trong vòng 7 ngày qua Polygon là một trong những đồng tăng mạnh nhất trong vòng 7 ngày qua Nói tới những đồng lớn hiện bây giờ Và chúng ta thấy được là Solana hôm nay cũng đã hồi phục lại là 28% Mặc dù trong 7 ngày qua thì vẫn xuống là 41% thì chúng ta thấy được là đây là cái phản ứng của thị trường đối với một cái thông tin tốt về CPI có thể nói được là CPI là một trong những cái tài liệu cực kỳ quan trọng mà chúng ta theo dõi thường xuyên hàng tháng và hầu như là trong vòng bao nhiêu tháng qua chúng ta bị thất vọng nhiều hơn là chúng ta được cái thông tin mà mọi người mong đợi khi này đã khác chúng ta đã có một cái thông tin rất là tốt luôn dẫn đến thị trường rất xanh đó là cái tình hình chung hiện bây giờ và tại sao chúng ta thấy sự hồi phục trong thị trường crypto không liên quan đến một thông tin tốt nào trong thị trường crypto chỉ là tình hình của kinh tế vĩ mô đó đã đỡ hơn một chút khi mà chúng ta có chỉ số cpi tốt hơn tại vì như bạn sẽ nói là chúng ta cứ nói tới hoa kỳ hoài đương nhiên là các bạn đương nhiên rồi tại vì hoa kỳ là cái sàn chứng khoán lớn nhất hiện bây giờ trên thế giới và không những như vậy các bạn biết là cái sự quan hệ mật thiết giữa hoa kỳ và những quốc gia khác liên quan tới khi mà fed tăng lãi suất có thể dẫn đến đồng đô la tăng đồng đô la tăng sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu và nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ luôn các bạn ảnh hưởng đến cái phần trăm của trái phiếu và nhiều thứ khác cho nên cực kỳ quan trọng chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thông tin này đây là cái tài liệu mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn và trước khi chúng ta tiếp tục nói tới một số những thông tin nổi bật trong video này đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ trong video ngày hôm nay đó chính là sàn giao dịch OKX Thì trong một cái video trước đây đó có thể các bạn đã thấy thông tin về sàn này rồi Thuận đã nói về sàn OKX và nhắc đến những thông tin cơ bản như là về sự bảo mật cũng như cái chương trình hợp tác và các đối tác lớn của họ như là đội đương chim vô địch giải ngoại hạng Anh Manchester City hay là đội đua công thức 1 McLaren Thì hôm nay đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao mà OKX đang là một trong những cái sự lựa chọn nổi bật nhất trong thị trường crypto hiện tại. OKX đã nghiên cứu và tập trung cho ba đối tượng khách hàng chính của mình một cách rõ ràng. Chúng ta có người mới như là những người mà giao dịch mua bán bình thường. Chúng ta có thứ nhì là nhà giao dịch mà có kinh nghiệm đó và thứ ba là những tổ chức đầu tư, những cái quỹ VIP và những cá voi. Cụ thể thì đối với người mới đó hay là những người mà có nhu cầu giao dịch bình thường, có nhu cầu mua bán tham gia đầu tư thì OKX có các sản phẩm dịch vụ có nhiều lợi thế. Thứ nhất đó là có OKX Earn có thể giúp bạn nhận lãi suất lên tới 10% EPY trong tiết kiệm linh hoạt. Thứ hai đó là mua crypto chỉ trong một bước đơn giản. Mua crypto với thẻ Visa Mastercard của bạn. Thứ ba đó là chế độ swap crypto hoán đổi. Các bạn có thể sử dụng OKX Convert thì trong vòng một bước đơn giản đó có thể hoán đổi bất kỳ loại tiền điện tử nào. Thì chuyển đổi nhanh chóng, không mất phí và không chịu giá. Thứ tư đó tính năng demo trading. Thì những bạn nào mới tham gia thị trường đó, các bạn có thể đang thử một số chiến lược hay là đang thực hành các kỹ năng của mình. Như vậy đó thì các bạn nên bắt đầu từ một số vốn ít nhất có thể chấp nhận. Tại vì có nhiều rủi ro khi các bạn mới bắt đầu. Hay là các bạn có thể sử dụng tài khoản demo cũng là một cái công cụ hữu ích cho những bạn mới đang thử nghiệm khả năng trading của mình các bạn có thể thử trong phần demo trading ở đây đối tượng thứ hai đó là các nhà giao dịch mà có kinh nghiệm và chuyên nghiệp hơn thì đây là những người mà giao dịch hàng ngày và một trong những điều mà quan trọng nhất đó chính là cái phí giao dịch là bao nhiêu ở sàn OKX thì có phí spot maker thấp nhất và được ưu đãi đó tùy theo cấp độ mà bạn có thể xem chi tiết ở đây và OKX cũng có phí Taker phái sinh thấp nhất đó chính là 0,035% đến 0,03% cho 15 triệu đến 100 triệu hay là 0,025% cho khối lượng giao dịch 600 triệu đến 1,5 tỷ Ngoài ra nó cũng còn những cái sản phẩm như là ơn kiếm tiền Sự lựa chọn như các bạn muốn rủi ro thấp hơn thì có thể lựa chọn những cái như là saving, staking rủi ro cao hơn thì những sản phẩm như là DeFi hay là rủi ro trung bình cái đó đó ở trong earn thì có saving hay là tiết kiệm và thứ ba đó là sản phẩm loan hay là cho vay thì đây là những cái sự lựa chọn liên quan tới sản phẩm earn kiếm tiền và đối với đối tượng thứ ba đó là những quỹ đầu tư những cá voi những VIP đó, thì OKX có trading view integration tích hợp trading view xử lý cái tín hiệu bằng cách đặt các giao dịch mà không cần phải rời khỏi trading view thứ hai đó là Core deep liquidity Market, nghĩa là thị trường thanh khoản sâu và thứ ba là industry leading stability nghĩa là tính ổn định hàng đầu trong ngành và đây là những cái thông tin mà sàn OKX muốn truyền tải trong video ngày hôm nay nhưng bạn nào có hứng thú đó thì có thể tìm hiểu thêm thông tin à, tôi sẽ để cái link ở bên dưới cái video này và đương nhiên OKX cũng đang có những chương trình bonus hấp dẫn và những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của sàn Capital như là các bạn có thể được giảm 30% phí giao dịch mãi mãi đặc biệt là chương trình Min NFT tham gia sự kiện World Cup 2022 chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về một số những thông tin khác nổi bật trong video này và cũng có rất nhiều bạn hỏi thuận về tình hình bầu cử giữa kỳ thì cho uh, tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có kết quả cuối cùng đâu các bạn nhưng mà tính theo cái trang uh, CNN Politics ấy, các bạn có thể xem tài liệu này nhiều trang và mỗi trang nó khác một chút tại vì uh, có một số con số là hiện bây giờ vẫn đang ước tính mà thôi nhưng mà hiện bây giờ đã cũng không có gì gọi là thay đổi so với những gì chúng ta đã nói tới trong vòng mấy ngày qua tuy là vẫn chưa có kết quả cuối cùng nhưng mà các bạn thấy được là hiện bây giờ đó ở Thượng viện thì chúng ta vẫn thấy được là hầu như 50 50 hiện bây giờ đó là 49 ghế là thuộc về đảng Cộng hòa ước tính là như vậy còn về đảng dân chủ đó là 48 ghế và đương nhiên ai mà có hơn 50 ghế thì coi như là chiếm quyền kiểm soát của thượng viện thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ đâu đây là một cuộc chiến mà chúng ta thấy được là có thể nghiêng về bất cứ đảng nào nhưng mà nói tới hạ viện đó thì ước tính bây giờ vẫn như vậy các bạn thấy là tính tới bây giờ đó thì CNN cho là 209 ghế đã thuộc về là đảng cộng hòa, 192 ghế đó là thuộc về đảng dân chủ và đảng cộng hòa đã có thêm 16 ghế rồi các bạn. thì khả năng vẫn như là polico đã ước tính mà một tuần trước đây là ở hạ viện chúng ta sẽ có khả năng rất cao, đó chính là đảng cộng hòa sẽ chiếm ưu thế. còn về thượng viện thì vẫn chưa biết hiện tại. và nhiều bạn hỏi thường đó là thị trường thì thích như thế nào? đương nhiên thị trường không có thích À, tất cả đều thuộc về một đảng hết. Các bạn nên biết là khi mà có luật thông qua đó thì không có một người đầu tư nào mà muốn luật được thông qua vô tội vạ hết. Đó. Người ta muốn luật thông qua đó là phải bị kiềm chế và sẽ cần phải được đàm phán và những nhà đầu tư có cơ hội và có thời gian để có cái sự chuẩn bị. Chứ nếu như mà tất cả thu chung đảng hết á, thì luật sẽ thông qua rất là nhanh và thị trường không thích điều đó tại vì có thể luật thông qua nhưng mà chưa có tìm hiểu rõ giống như các bạn đã thấy được cái sự kiện ở bên nước anh á các bạn thấy được là chỉ có một cái chiến lược được đưa ra từ cựu thủ tướng lúc đó là lịch stress á, liên quan đến việc giảm thuế thôi mà đã khiến cho tình hình tài chính nước anh căng như thế nào rồi đương nhiên chúng ta không muốn điều đó xảy ra đối với tình hình tài chính của hoa kỳ một quốc gia mà có cái nền kinh tế cực lớn như vậy cho nên cái mà những nhà đầu tư muốn đó là chúng ta muốn có hai đảng đối đầu với nhau và lúc nào cũng như vậy ở trong uh, quốc hội và chúng ta thấy được là một luật đó muốn thông qua thì phải qua hai viện thứ nhất là thượng viện thứ hai là hạ viện và cái đó chính là tổng thống mới ký cho nên chúng ta nếu như mà thấy là một trong hai viện thuộc về một đảng khác thì sẽ có cái hiệu ứng là kiềm chế lại những cái luật mà không được tốt với thị trường đó chính là điều mà những nhà đầu tư muốn thấy cho nên những nhà đầu tư đó thì cảm thấy là kết quả hiện bây giờ cuối cùng chúng ta không biết nhưng mà kết quả hiện bây giờ vẫn là một kết quả mà nhiều nhà đầu tư muốn thấy rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến sự kiện của FTX và Alameda đi tại vì đây là sự kiện rất lớn ảnh hưởng đến thị trường trong vòng mấy ngày qua bao nhiêu dòng bão đến từ cái sự kiện này đó các bạn chúng ta bây giờ hãy nhìn xem coi là những thông tin mới nhất là như thế nào tại vì bây giờ có rất nhiều thông tin giả và Twitter đang loạn cả lên chúng ta sẽ xem những tài liệu nào mà chúng ta biết là thật rồi chúng ta sẽ nói tới những cái tài liệu nào mà có cái thuyết âm mưu nằm trong đó và thuận nghĩ như thế nào về những cái thuyết âm mưu đó Trước hết chúng ta hãy nói tới một số những tài liệu nơi bật trước rồi chúng ta sẽ nói tới cái thuyết đến từ xa một lát nữa thì đầu tiên hết chúng ta thấy được là Sam thì lúc nào cũng nói chúng ta có hai đơn vị hoàn toàn độc lập thứ nhất đó là sàn ftx như là cái sàn mà nhiều bạn sử dụng đó FTX.com và chúng ta có một sàn khác đó chính là FTX.US như là đây là một sàn FTX nhưng mà hoạt động ở Hoa Kỳ thì Sam lúc nào cũng nói là hai sàn này đó là hai sàn hoàn toàn độc lập và không liên quan đến nhau. Nhưng mà sự thật như thế nào đó thì người ta nói là có thể là không phải như là Sam nói đâu, tại vì đã có nhiều người nhìn thấy được là Alameda đó đã rút ra tổng cộng là 37 triệu rap BTC trên sàn FTX.US thì nếu như như vậy thì tại sao Alameda lại rút cái số tiền này thì đương nhiên có một giả thuyết đó chính là Alameda có thể cũng là khách hàng của sàn FTX US cho nên họ gửi 37 triệu RAP BTC lên sàn FTX US rồi rút ra cũng không có gì gọi là quá bất thường nhưng mà ít ra đây cũng là một cái động thái khiến cho nhiều người bắt đầu là có cái sự suy nghĩ có thật sự đây là hai sàn hoàn toàn độc lập hay là không thứ nhì đó chúng ta thấy được là ngày hôm nay đột ngột đó thì sàn FTX US à, đã update cái website của họ à, đây là cái hình chụp lại ở trên cái à, điện thoại của Thuận thì các bạn thấy được đây là đơn vị FTX US là cái sàn cho người Hoa Kỳ thì sau khi update đó chúng ta thấy được là có một cái dòng chữ à, bên trên này ở phần màu đỏ đó các bạn thấy dòng chữ này nói gì dòng chữ này nói đó là thông báo trading ở trên sàn FTX US có thể sẽ ngưng trong vòng vài ngày tới đây cho nên Bây giờ đó mọi người nên lên trên sàn FTX US để mà đóng lại những cái lệnh và coi như là sàn này đã theo tôi hiểu là sẽ không có tiếp tục hoạt động và chơi trade nữa nếu như mà không còn chơi trade nữa thì sàn này đâu còn hoạt động đâu các bạn và đây là một sàn mà các bạn biết là bỏ biết bao nhiêu tiền của trong vòng mà có thể nói là hơn một năm qua để mà quảng cáo mướn biết bao nhiêu những người nổi tiếng mua cái quảng cáo ở Super Bowl các bạn thấy được là cuối cùng thì uh, kết quả là có khả năng rất cao luôn là sàn FTX US sẽ không có hoạt động nữa. Bây giờ đó họ nói là những người nào mà muốn rút tiền ở trên sàn FTX US các bạn, không phải là sàn FTX.com thì vẫn có thể rút được. Có nghĩa là khách hàng Hoa Kỳ đó thì vẫn rút được. À, và đối với thuận đó thì uh, đương nhiên thuận không thể nào mà khuyên các bạn làm gì hết. Nhưng mà nếu như mà uh, thuận có tiền ở trên sàn FTX US đó, thì Thuận sẽ tính tới chuyện withdraw và các bạn nên tự đưa ra cái quyết định sớm đó là điều mình muốn chia sẻ đây liên quan tới Aptech US và điều này đó thì càng làm cho nhiều người có nhiều câu hỏi hơn cộng với lại cái sự kiện liên quan tới Alameda rút tiền ở trên sàn Aptech US đó, thì tại sao họ lại ngưng như vậy có phải là họ bị chính phủ hỏi thăm hay không hay là có phải là tại vì hai công ty FTX và FTX us đó là hai công ty Trên căn bản đó là không có phải là hai công ty riêng biệt Chỉ trên giấy tờ là như vậy Nhưng mà thật sự là không phải Có nghĩa là họ có thể là có chung một hệ thống Hoặc là sử dụng chung cái số lượng nhân viên Cho nên bây giờ đây là cái câu hỏi mà nhiều người đang có hiện tại Cho nên nếu như thuận là các bạn Thuận sẽ tránh xa sang FTX us Cho đến khi nào mà chúng ta biết tình hình rõ ràng hơn rồi, chúng ta lại thấy một thông tin khác nữa đến từ Tether. Thì công ty Tether nói đó là họ đã nhận được lệnh của cơ quan pháp luật. Họ không nói rõ là lệnh của ai, nhưng mà họ đã nói là sau khi mà nhận được cái yêu cầu đó đó thì họ đã đóng băng tổng cộng là 46,3 triệu USDT thuộc sở hữu của sàn FTX đó là cái thông tin mới nhất uh, đến từ uh, the Block hiện bây giờ cái đó đó chúng ta cũng nhận được thông tin bây giờ chúng ta sẽ nói tới những công ty nào đó có khả năng là gặp vấn đề liên quan đến uh, sàn ftx và alameda gặp cái sự cố hiện tại tại vì đó là cái mối lo ngại lớn nhất những ai mà đang kẹt tiền trên đó những ai mà cho họ vay thì những công ty đó nó có khả năng bị sụp đổ hay không sẽ, sẽ kéo theo con hiệu ứng domino mà chúng ta không muốn thì ngày hôm qua chúng ta đã biết là hết sàn này để sàn kia đã lần lượt lên tiếng và ngay cả usdt và USDC đây cũng đã lên tiếng nói là họ không có liên quan gì đến FTX hết nhưng mà khác với lại cái sự kiện liên quan tới Voyager hay là Celsius những công ty đó đó thực sự là nhỏ hơn sàn FTX rất là nhiều và sàn FTX là một sàn rất là nhiều những công ty gửi tiền vào cũng sử dụng cho nên ít nhiều gì những công ty kia họ nói là họ cũng có dính vào cái sự kiện này nhưng mà cái số tiền nhỏ mà thôi và nhớ là con Coinbase nói là họ dính vào khoảng 15 triệu nói chung thì con số đó cũng không phải là nhiều đối với một công ty cho nên tuy là có một số công ty họ nói là họ mất tiền nhưng mà cũng không đến nỗi là chúng ta phải lo lắng đâu chúng ta cũng thấy được là có một công ty khác đó cũng xém bị dính vào cái vụ này đó chính là công ty Nexo thì Nexo là công ty mà các bạn có thể gửi để mà lấy lại đó thì công ty này họ nói là họ đã thành công rút 219 triệu đô la ra khỏi sàn FTX ngay trước khi mà họ thông báo không có cho rút nữa thì nói chung là sàn Nexo đó cũng xém dính vào vấn đề này và 219 triệu là con số không có nhỏ đâu nhưng mà sàn Nexo cũng nói đó là họ cũng có cho công ty Alameda vay nha các bạn Họ có cho vay Nhưng mà cái con số mà họ cho vay đó chỉ đáng khoảng chừng là 0,5% tài sản của Nexo mà thôi Không phải là con số lớn Và cái số lượng cho vay đó đó không giống như là cái sự kiện liên quan tới 3 arrows Khi mà nhiều công ty đã cho 3 arrows vay nhưng mà họ lại không có cái số lượng thế chấp cần thiết Thì đối với lại Nexo họ nói là cái số lượng tiền này đó họ cho Alameda vay nhưng mà đã có thế chấp cho nên khi mà tình hình chuyển xấu đó thì Nexo đã bán cái số lượng À, đồng lần thi chấp đó ngày 6 tháng 11 và không có mất bất cứ đồng nào. Nói chung đó, thì năng Sơn nói là họ cũng xém dính vào nhưng mà họ thực sự là không sao về tài chính. Lại thêm một công ty nữa nói với mọi người là họ không có vấn đề gì và chúng ta thấy được là có một công ty thì cũng đã thông báo với là những cổ đông của họ đó chính là công ty đầu tư Sequoia Capital. Thì nếu như mà các bạn nhìn vào cái số lượng công ty mà đầu tư trực tiếp cho công ty FTX đó, chăm vốn cho họ trong những cái dòng chăm vốn đó thì một những công ty mà chúng ta thấy đó chính là Sequoia Capital. Họ chăm vốn cho sàn FTX, không phải cho vay nha các bạn, họ chăm vốn thì họ đương nhiên là có cổ phần. Nhưng mà đối với sự kiện này đó thì họ đã nói với cổ đông đó là họ đã châm vốn cho sàn FTEX tổng cộng là 210 triệu luôn các bạn Nhưng mà bây giờ đối với tình hình này đó, thì họ coi như là họ mất số tiền này 210 triệu đó đó bây giờ trên cái tài liệu kiểm toán của họ họ sẽ chuyển thành con số 0 Tại vì họ nghĩ là cũng không còn đồng nào đâu đây là một công ty mà chúng ta biết đến thời điểm bây giờ là mất cái số lượng nhiều nhất là 210 triệu. Đương nhiên cái số lượng mà nạn nhân mà liên quan tới sàn số này rất là nhiều luôn các bạn thấy là tới con số là thậm chí lên tới 10 tỷ lần. Nhưng mà nếu nói đơn vị nào chúng ta biết riêng lẻ mà mất số tiền nhiều nhất bây giờ đó là chúng ta biết đó chính là Sequoia Nhưng mà điều mà có thể làm bạn an tâm hơn đó Sequoia thì ít ra cũng nào là một công ty lớn Thì bây giờ họ nói là mất số tiền này đương nhiên họ đau chứ các bạn Nhưng mà nếu nói tới là làm ảnh hưởng trực tiếp với cái hoạt động của họ sau này đó Thì không đâu và Sequoia cũng không phải là một cái sàn mà có người như là thùng các bạn đầu tư vào cho nên cái sự ảnh hưởng cũng có Nhưng mà nó được hạn chế ở một phần nào đó Đó chính là Sequoia Thì tính tới ngày hôm nay chúng ta biết được là Sequoia cũng bị ảnh hưởng Và là người bị ảnh hưởng nhiều nhất Chúng ta thấy là sàn Kraken à, Cũng đã nói là họ có lưu trữ tổng cộng là 9.000 đồng FTT Thật ra chính nhà này FTT này đó trước khi mà giá của FTT bị uh, sụp đổ đó thì tính mức là khoảng chừng 22 22 đô thì các bạn nhân lên đi cũng không phải là con số nhiều lắm, khoảng chừng là vài trăm ngàn mà thôi. Thì nói chung sàn Kraken đã nói họ cũng bị lỗ à, vài trăm ngàn nhưng mà cũng không đến nỗi nào, không đến nỗi mà chúng ta cần phải quan tâm. Cũng giống như là Combi sẽ nói là họ lỗ thì nhớ là 15 triệu hay gì đó. Thì đây là những cái công ty mà đã lên tiếng đó là họ nói là họ thì uh, cũng bị dính vào nhưng mà con số hoàn toàn không lớn cho đến ngày hôm nay tới lúc mình chia sẻ video này đó thì chưa có một công ty nào họ nói là họ bị thua lỗ nặng và có khả năng là bị phá sản tại vì Alameda và FTX họ chỉ nói là họ có bị dính nhưng mà con số rất là nhỏ và họ sẽ tiếp tục hoạt động của họ mà thôi chứ không có đáng để mà chúng ta quan tâm đến Ngoại trừ công ty Sequoia, công ty này là công ty mà theo thông hiểu là lỗ nhiều nhất 210 triệu tính theo giấy tờ hiện tại. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy đây là công ty đầu tư chứ không phải là một công ty mà các bạn à, gửi tiền vào hay gì hết. Đó. Cho nên cho dù họ mất số tiền này, họ đau nhưng mà cũng bị hạn chế cho một lĩnh vực nào đó mà thôi. Đó là điều mà chúng ta biết ở thời điểm hiện tại. Hy vọng đây là sự thật và chúng ta không có ngủ về một đêm tới sáng rồi lại nghe nói tới đột ngột một công ty nào đó phá sản tại vì uh, liên quan tới cái sự kiện này hy vọng sự kiện này đó nó sẽ ngưng ở đây và chúng ta thấy những diễn biến kế tiếp đó chỉ là những diễn biến liên quan tới drama và cái số lượng tiền của nhà đầu tư sẽ được xử ra sao chúng ta không hy vọng là có công ty nào phá sản đâu và đó là những thông tin mà chúng ta biết là có thật cho tới bây giờ yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got